Bị chỉ trích khi đến giúp đỡ gia đình bé 10 tuổi rơi trụ bê tông, Lộc Phù Hồ chỉ nói một câu này. Sau khi đăng tải hình ảnh đến giúp đỡ gia đình bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, Lộc Phù Hồ nhận về một số bình luận tiêu cực về hành động từ thiện này. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lộc Phù Hồ đăng tải dòng trạng thái bày tỏ thái độ không vui. Theo đó, nam YouTuber viết, có lòng đi giúp người cũng bị chửi, thôi kệ ai muốn nói gì nói, miễn mình cảm thấy ý nghĩa là được. Một số người cho rằng, sự việc bắt nguồn khi Lộc Phù Hồ đăng tải hình ảnh đến nhà cậu bé 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp, trao tận tay số tiền 10 triệu đồng cho bố mẹ của bé trai này. Hành động của Lộc Phù Hồ nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng cũng có một số ít ý kiến trái chiều, cho rằng cố tình gây chú ý. Có một số người nói này nói kia mà thua kệ, hai vợ chồng làm vì cái tâm, không thẹn với lòng và miễn sao giúp được gia đình em qua cơn khó khăn là được. Nam YouTuber đáp trả dưới phần bình luận. Đúng rồi bạn ạ, miệng đời mà, ai nói gì kệ họ đi, mình giúp miễn lòng mình thấy ý nghĩa, thấy vui là được, hơi đâu mà nghe họ nói. Mình cứ sống theo cách của mình đi, giúp người, giúp đời là việc cần làm, cứ làm việc tốt, không vi phạm pháp luật là được, một số cư dân mạng bình luận. Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Lộc Phù Hồ làm từ thiện và bị một số người chỉ trích. Hồi tháng 2 năm 2022, vợ chồng anh làm từ thiện, hỗ trợ xây, sửa nhà cửa cho những hoàn cảnh khó khăn. Anh cho biết, chỉ có thể góp công sức và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ tiền vì kinh tế không quá dư. Cặp đôi đã đăng tải clip lên trang cá nhân kêu gọi ủng hộ, lập tài khoản ngân hàng riêng chỉ nhận tiền quyên góp và sao kê rõ ràng. Xây nhà từ thiện phải tốn vài chục triệu một căn nhưng hiện tại tôi chỉ đủ tiền lo cho vợ con thôi. Tôi làm thầy dạy phụ hồ, rất nhiều người ủng hộ cho tôi. Tôi thích làm phụ hồ nên cũng thích đi xây nhà cho những người khó khăn. Nếu những nhà hảo tâm giúp đỡ tiền thì tôi có thể bỏ công sức ra xây nhà được. Đến tháng 4 cùng năm, khi anh khoe tậu xe hơi trị giá khoảng 700 triệu đồng, có không ít người đã để lại bình luận tiêu cực. Ngay lập tức, Lộc Phù Hồ đã lên tiếng đáp trả, Lộc mới làm thiện nguyện, ba hoàn cảnh và sao kê rất đàng hoàng, rõ ràng. Bạn đừng ăn nói bậy như vậy nha.